Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Ti. Chủ đề hôm nay đó là Ti sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho mọi người cái cách mà bấm mi để cho mi vừa dài, vừa dày và vừa cong mà không cần sử dụng đến mi giả nha. Chủ đề này phải nói là rất là nhiều bạn yêu cầu Ti làm luôn á, đặc biệt là những bạn mà đang tập tành cũng như là mới bắt đầu make up á. Chính bản thân Ti lúc mà Ti mới bắt đầu học make up á, Ti cũng thấy cái vấn đề này nó rất là khó đối với Ti luôn á. Tại vì Ti bấm mi cong cỡ nào cong nó vẫn cứ bị sụp với nó vẫn bị thẳng mọi người. Thì bạn nào mà gặp phải cái trường hợp này thì hãy tiếp tục xem hết video nha. Đây là một bên Ti đã bấm mi cong thật cong và sử dụng mascara rồi, và bên còn lại là chưa làm gì hết, thì mọi người có thể dễ dàng so sánh ha. Ok, không nói nhiều nữa và mình cùng nhau bắt đầu nha. Đầu tiên Ti sẽ vẽ chân mày để cho cái phần make up mắt mình nó đẹp hơn, nó lung linh hơn. Thì khi mình đến phần bấm mi thì các bạn có thể nhìn rõ hơn và cũng như là nó đẹp hơn. Cho phần kẻ chân mày hôm nay thì mình sử dụng bút kẻ chân mày của Anastasia Beverly Hills. Thì cho những bạn nào chưa biết vẽ chân mày thì các bạn có thể xem lại cái video clip cũ Ti nha. Tại vì trong video đó là Ti hướng dẫn cũng như là nói rất là kỹ luôn rồi. Tiếp theo sẽ đến phần make up mắt. Thì đầu tiên Ti sẽ sử dụng concealer của Maybelline. Thì Ti sẽ sử dụng em này, Ti đánh khắp vùng mắt của mình, Ti che quầng thâm, Ti làm base mắt nè, với lại Ti che khuyết điểm trên phần chân mày của mình. Kế tiếp thì sẽ sử dụng một cây cọ dùng để tém chân mày, thì sẽ tém cho chân mày gọn lại cũng như là tán cái concealer nó đều hơn trên da. Bước tiếp theo các bạn đừng quên phủ nhẹ một cái lớp phấn mỏng trên da nha, để cho lớp concealer của mình nằm im một chỗ. Tiếp theo sẽ là phần make up mắt. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái màu nâu kem nhạt. Mình sẽ sử dụng màu này làm màu nền cho mắt của mình. Và Ti sử dụng màu này, Ti tán toàn bộ mắt của Ti. Các bạn nhớ tán thật là kỹ nha, để màu mình nó được loang tự nhiên nhất có thể. Tiếp theo Ti sẽ sử dụng bảng mắt màu nhũ của thương hiệu 3CE. Thì đây là gồm 9 tông màu nhũ rất là đẹp luôn á, Ti rất là thích. Thì Ti sẽ sử dụng một màu nhũ nhạt, nó hơi ánh vàng, nó hơi ánh cam. Và Ti sử dụng màu này để Ti đè lên cái màu nền hồi nãy. Các bạn cũng nhớ là tán thật là kỹ và cho màu nó loang thật là đều nha. Đừng có tán cao lên cái vùng chân mày quá. Chất phấn của em này cực kỳ đã luôn, rất là ăn màu. Thậm chí Ti không cần dùng đến setting spray luôn. Kế tiếp Ti sẽ sử dụng một cái màu nhũ nâu đồng, đậm hơn cái màu nhũ hồi nãy 1 đến 2 tông. Ti sẽ sử dụng màu này để Ti nhấn cái vùng đuôi mắt của mình. Và lần này Ti sử dụng một cây cọ có kích thước nhỏ hơn và đầu dẹp. Và các bạn nhớ là tán 1/3 đuôi mắt thôi nha, và tán màu loang dần về phía giữa mắt. Cho phần mắt dưới thì Ti sử dụng cái màu nhũ ban đầu để Ti đánh hết vùng mắt dưới. Ti sẽ tán đều từ vùng đầu mắt cho đến phần đuôi mắt. Các bạn nhớ là tán thật là đều nha. Tiếp theo Ti sử dụng lại cái màu nhũ số 2, màu nhũ đậm hơn. Ti nhấn 1/3 mắt dưới và cũng thao tác là đậm phần đuôi và nhạt dần về phần giữa mắt. Tiếp theo đến phần quan trọng nhất đây, đó là phần bấm mi. Và bấm mi bữa nay Ti sử dụng là của Su. Sẵn đây Ti cũng chia sẻ một cái tip bấm mi Ti rất là hay sử dụng. Đó là mọi người sử dụng một cái máy sấy tóc, mọi người sấy cho cái kẹp bấm mi nó nóng lên. Nó nóng vừa phải đó nha, đừng có nóng quá, rất là dễ bị phỏng mắt. Thì sau khi mà áp dụng cái cách này là Ti thấy là mi giữ rất là lâu luôn á. Mặc dù các bạn tẩy trang nhưng mà cái độ cong của mi nó vẫn còn.
Thì cái cách bấm mi của Ti như các bạn thấy trong video đó là Ti vừa bấm vừa nhả. Đến khi nào mà Ti bấm cong hết nguyên cái sợi mi của Ti thì thôi. Các bạn nhớ là bấm cái phần chân mi thật là kỹ nha, tại vì cái phần này là quyết định cái độ cong của mình rất là nhiều. À, thêm một điểm nữa đó là Ti chắc chắn rằng rất là nhiều bạn mắc phải cái lỗi này. Đó là các bạn bấm mi mà cái phần đuôi mi mình nó lúc nào nó cũng bị thẳng hết, nó không có cong cái phần đó. Thì cái trường hợp này khi mà Ti học mới học make up á, Ti cũng mắc phải. Cho nên là sau video này mọi người an tâm nha. Để cho phần đuôi mi mình nó được cong như những cái phần lông mi ở giữa thì các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng kẹp, sau đó bạn nghiêng về cái phía đuôi mi và các bạn bấm như lúc đầu thôi. Và lần này các bạn tập trung ở cái phần đuôi nha, còn phần giữa thì nó có vô hay không kệ nó, tại vì lúc ban đầu mình đã bấm nó cong rồi, cho nên là các bạn không cần bận tâm về cái phần giữa. Và nhớ Ti là tập trung vào cái phần đuôi mi. Và sau khi bấm, các bạn thấy cái phần mi nào chưa cong thì các bạn chỉ cần di chuyển cái vị trí của cây kẹp đến cái phần đó rồi các bạn bấm cho cong thôi. Nhớ là quan sát thật kỹ nha, nhiều bạn bị ẩu chỗ này lắm. Đây Ti sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn coi ha. Đó là các bạn cứ bấm nhả, bấm nhả, bấm nhả theo cái hướng đi lên. Và nhớ là hơi cong cái tay theo cái hình cong của mi nha. Cho phần mascara hôm nay thì Ti sử dụng em mascara của Maybelline. Thì đây là cái dòng mascara mà giá rẻ, giá bình dân mà Ti sử dụng hầu hết trong tất cả những cái video makeup của Ti. Và thêm một tip chút mascara của Ti, đó là lúc nào Ti cũng vét hết sản phẩm lên cái thành và để thật ít sản phẩm lên cái cây chuốt. Vì các bạn biết sao không? Để tránh cái trường hợp là lấy quá nhiều sản phẩm là gây cái tình trạng là vón cục và nhìn nó rất là xấu. Tiếp theo Ti sử dụng ngón tay để Ti kéo cái bầu mắt mình lên. Và các bạn nhớ là các bạn ngẩng cao đầu lên để thấy mi cho rõ. Mục đích Ti để cái ngón tay ngay cái phần bầu mắt của mình đó là sẽ hạn chế được cái việc mà mascara nó dính vào cái phần makeup mắt của Ti. Thì thay vì dính vào cái bầu mắt thì mascara sẽ dính lên tay của Ti. Ti sẽ chuốt mascara thật là đều và theo hình zigzag để cho mi mình nó không có bị vón cục quá nhiều sản phẩm. Tiếp theo thì Ti muốn mi mình nó dài hơn và dày hơn, tại vì phần makeup bữa nay là Ti không có sử dụng mi giả. Cho nên là Ti sử dụng tiếp theo một loại mascara nữa. Thì cái loại mascara này Ti mua của hãng Givenchy. Nói chung Ti không biết đọc. Thì cái này Ti mua ở Vivo quận 7 ở Beauty Box. Thì bạn nào muốn mua thì các bạn có thể tham khảo nha. Cái em này phải nói là xài cực thích luôn các bạn. Tại vì trong cái chất của em nó có những cái sợi lông mi giả nhỏ nhỏ. Thì khi mà các bạn chuốt thì nó sẽ nối vô cái lông mi thật của mình, thì sẽ tạo cái cảm giác là mi các bạn dày hơn và dài hơn rất là nhiều. Đây các bạn thấy công dụng của nó chưa, chuốt đến đâu là dài đến đó, rất là tự nhiên luôn. Thì em này cũng là một trong những cái loại mascara mà Ti thấy rất là hữu ích đối với những bạn nào mà mi bị hói, ít mi các bạn. Kế tiếp Ti sử dụng luôn em này để Ti chuốt mi dưới. Phải nói là cực thích em này luôn á, thì Ti đã mua thủ 2 cây rồi, cho nên là sẽ không có sợ hết đâu. Ok, và phần chuốt mi cũng như là bấm mi đã hoàn thành rồi. Tiếp theo để hoàn thành nốt cái phần makeup mắt thì Ti sẽ sử dụng một màu nhũ trắng trong cái bảng mắt của 3CE luôn. Ti sẽ nhấn cái phần đầu mắt của mình để cho nó lung linh hơn và nó nổi bật hơn. Tiếp theo để cho phần mắt có cảm giác là nó to hơn và nó sắc hơn thì Ti sẽ kẻ một đường eyeliner mỏng thiệt mỏng và cực kỳ tự nhiên. Cho sản phẩm kẻ mắt hôm nay Ti sử dụng bút kẻ mắt của Fenty Beauty. Vì phần makeup mắt bữa nay của chúng ta là rất là tự nhiên, cho nên là Ti sẽ không kẻ hết nguyên một con mắt, đó là Ti chỉ kẻ một cái phần đuôi nhỏ thôi. Và bước cuối cùng đó là các bạn cũng thấy là tóc Ti màu nâu vàng, cho nên là Ti bắt buộc phải đổi cái màu chân mày của mình, đó là Ti sử dụng một cái màu nâu sáng. Và Ti sử dụng bên này để vừa đổi cái màu chân mày của Ti cho nó trùng với màu tóc, với lại vừa giữ cái nếp chân mày của Ti cho nó theo khuôn. Ở cái bước mascara chân mày các bạn nhớ là phải chuốt theo cái hướng mọc của lông mày nha. Như cái phần đầu là hướng đi lên nè, Ti sẽ chuốt cho nó dựng lên. Còn dần về phía sau thì nó sẽ mọc theo cái hướng đi xuống, cho nên là Ti sẽ từ từ Ti bẻ xuống theo cái đường chân mày nó mọc. Ok, và Ti đã vừa hoàn thành xong phần makeup cho video hôm nay.
Đó là vừa chia sẻ cái kinh nghiệm bấm mi, chút mi của Ti, với lại vừa hướng dẫn cho mọi người một cái phong cách make up mắt rất là tự nhiên cũng như là rất là Hàn Quốc. Thì cái kiểu make up mắt này tôi thấy là rất là dễ áp dụng luôn á. Thì mọi người có thể áp dụng kiểu make up này đi làm nè, đi học nè, đi chơi với bạn bè hoặc là những cái buổi tiệc sang trọng cũng được. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng video này sẽ thật là hữu ích với các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà đang lo ngại về vấn đề mà chút mi cũng như là bấm mi. Thì mong rằng các bạn sau khi xem video này các bạn sẽ khắc phục được những cái lỗi mà các bạn đang mắc phải. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ti nha. Bye. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye.